Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Mà cái màu ở đây ai màu nổi nhất ta? Màu nổi là anh Quy. Cái chấm vàng. Không, cái đó là chữ đó. Chữ hả? Chữ đó em. Ok. Không phải chữ, em nhìn kỹ là có mấy cái họa tiết màu hình tròn nữa. Không, chữ á. Bây giờ cũng nghiên cứu lắm luôn á. Chị thấy anh nhiều vậy? Loại chữ lắm. Nhiều lắm em. Coi chừng nguyên bài thơ đó. Wow. Wow. Anh đọc thử xem anh Tuấn. Bầu ơi thương lấy, bầu ơi thương lấy ví cùng. Bầu ơi thương lấy ví cùng. Thương lấy ví cùng. Đào lao. Người đàn ông áp lực nhất hai ngày một đêm là ai? Ý, anh cây phượng. Mùa hè thấy không? Mùa Mùa anh hát Hàn Phương Vĩ đó. Hàn Phương Vĩ sinh. Ủa anh là ca sĩ hay sao? Hàn Phương Vĩ. Em cầm cày ruộng á. Vậy phải qua đây em quay mặt lại cái ba. Rồi. And camera roll. And action. Chiều nay. Chiều nay. Em trai. Em trai. Em che vậy gì? Em vậy thôi. Mấy sao quay em? Em quên luôn. Lợi. Lợi, anh thuộc bài này không? Không à. Chiều nay mưa trên phố Huế. Nhắc nhắc nghe một bài nghe em. Chiều nay mưa trên phố Huế. Nhắc. Kiếp gian hồ không ai đợi. Nhắc. À đi thôi anh. Đẹp ghê luôn á, cảnh đẹp dày mà thiệt á, với những con người này thiệt. Hồi nãy tôi biết tôi hả, qua bên đầu anh Trường Giang được rồi. Cái đầu gì mà không biết cái gì hết trơn á. Ồ đẹp quá nè, bây giờ quay giùm em cái MV được không? Anh Quy cầm giùm em cái này coi. Ok. Em thải lên là anh vô liền giùm em nha. Dạ ok, bài gì? Bài Tình Yêu Trong Lành đi. Tình Yêu Trong Lành đúng không? Ok. Chuẩn bị. 2, 3. Chưa nè, đoạn này chuẩn bị nha. Ok. Âm nhạc. Ánh sáng. Đã đủ. Camera rolling diễn viên. Set. Tâm lý. Tình yêu. Chưa. Action. Trời ơi. Thôi nghỉ đi, em không giờ quay MV với anh nữa. Thiệt ghê luôn anh. Thiệt á. Ở một diễn biến nào đó. Mình hãy làm thơ đi ạ. Đúng vậy anh đã nói. Nơi đây nội bộ cung đình. Nội thành chứ hả? Nội bộ ở trong nội bộ của cái cung đình. Nội khu chứ. Sao nội khu sao vô thơ? Nơi đây nội bộ cung đình. Nơi đây nội bộ cung đình. Ba người súng xính. Cái bụng rung rinh. Chém. Nơi đây khung cảnh yên bình. Nơi đây khung cảnh yên bình. Chim kêu giữa múa. Chim kêu giữa múa. Chim kêu giữa múa. Biết nhà má đâu. Chim kêu. Đi lấy chồng hả? Em vô cung đi lấy chồng hay sao? Ê, mà chim kêu mà giữa múa nè. Ở một vũ trụ khác. Các đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yeah, sẵn sàng. Các bạn nghĩ thế mạnh của mình là gì nè? Bơi à? Thuyền. Chèo à? Bơi, chèo. Tôi là đục thuyền á. Tôi là đục thuyền á. Nó vô trị đi. Mình phải là đội vàng nhất. Yeah. Rồi để tôi khởi động như gà của tôi. Đứng bình thường thôi. Thay mệt rồi đó. Thay mệt rồi sủa kìa. Không, để anh khởi động cho. Rồi các bạn khởi động đi ạ. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Trời ơi, gà chiến. À. Kìa lắm. Đây,
Dạ rồi. Khởi động đi ạ. Rồi động tới khởi động đi. Đúng rồi, đánh vô. Hết đi, hết đi. Mình ơi, mình ngu quá, mình ơi, lát hồi đó mà chèo. Bắt đầu đi chị. Bắt đầu đi. Hành trình chúng ta như thế nào? Hành trình tụi em thì đi qua những nơi gọi là còn rất là nhiều di tích lịch sử. Còn rất là nhiều di tích lịch sử. Thì đó là di tích lịch sử chứ còn rất là nhiều gì? Đúng, nhưng mà cho dù thời gian, cho dù nắng mưa bão bùng có tàn phá như thế nào thì những di tích đó vẫn hiện diện trường tồn với thời gian. Và đi ngang chỗ đó, tụi em đã nhanh nhẹn quay vài cái MV thật là hay. Lung linh. Đúng, và tụi em đã đi ngang cái vườn gọi là Bạch Liên. Thái hoa thưởng nguyệt. Đúng. Còn thái hoa hả? Chém đầu. Thái hoa hả? Chém đầu. Chém đầu. Sơ hở là chém. Sơ hở là chém. Ngắm hoa thưởng nguyệt. Em nói gì thì héo. Vô vườn gì? Vô vườn gì? Vô vườn thượng uyển. Đúng. Ở trong đó có cái gì? Có hoa anh. Thì kể đi em, kể về dài. Đúng. Nhưng mà cái đoạn đường nó phức tạp lắm. Mình chạy ngang lên đây cái mình đâu có biết là vườn gì. Đúng. Mình nghe mùi. Đúng, mùi vườn thượng uyển. Mọi người nghĩ là gì? Hoa. Cái này nó thơm quá, mình cứ tưởng là vườn thượng uyển. Tụi em đã quẹo vào. Quẹo vào. Chạy một đoạn thì rốt cuộc nhìn vào bản đồ là lộn đường. Lộn đường. Lộn đường. Là cho em tới đầu tiên nè. Tụi em qua bên kia. Ôi, muôn vàng các loài hoa, hơn 1000 loài hoa. Đúng. Kinh khủng khiếp. Quá đẹp. Nào Lâm, đố chạy bắt được thiếp, đố chạy bắt được thiếp. Cảm ơn cái câu chuyện không có gì gọi hấp dẫn vừa rồi. Nãy tụi em đi ngay cái con đường đại lộ Văn Vọng nữa. Đại lộ Văn Vọng. Có đại lộ Văn Vọng anh đi chưa? Chưa. Anh hãy đi qua bên tay phải sẽ có cái con đường. Người ta sẽ có cái đại lộ Danh Vọng đúng không? Còn đó khi mà mình đi mình nói chuyện sẽ vang vang vang, nó vọng vọng vọng. Giống như dành cho mấy cái giống như là dám dám với mình là mỗi lần mà tấu cái gì lên nó từ xa á. Giờ cơm. Đó, nó vậy đó. Nhân tiếp theo cùng gió. Sao gian vậy? Sao gian vậy? Ở đây sao gian vậy anh? Nhã. Hái một bài có đã có chữ sen vô. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng. Không có rồi đây. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Bây giờ mình đang ở Huế, cái người khám bệnh cho vui gọi là gì? Thằng Y. Thái Y. Thái Y đó. Thành viên tôi vô đó. Người may đồ cho vua là gì? Ngự y. Phục. Ủa? Phục trang không? Đúng rồi, ngự y phục. Phục trang. Cái đó là phục trang, gọi là ngự y phục. Đúng rồi, ngự y phục. Ngự y phục hả? Ngự y phục. Ủa mà người may cơ. Mà sao tự nhiên khám bệnh cái là thái y, cái tự nhiên qua thái giám cũng thái mà sao hai cái nghề đấy vậy? Đây nè, tôi đố nè. Sau khi người ta mất. Dạ. Là ở tỉnh khác sẽ có một thứ để mà phục vụ cho việc đó, nhưng mà ở Huế không có. Đó là tổ chức đám. Sai. À, mướn BD về hát. Mướn BD về hát. Mướn BD về hát. Đúng không? Trời ơi, chỗ nào cũng là mấy ngày cuối. Miền Nam thôi. Là BD về hát thôi. Miền Bắc không có. Khùng quá à. Văn phòng công chứng. Bớt đọc khùng đọc điên lợi. Bớt đọc khùng đọc điên lợi. Bớt đọc khùng đọc điên lợi. Hả? Đố mọi người. Đố mọi người. Đố rồi kìa. Một cây cầu nổi tiếng ở Huế tên là gì? Sao Trang Tiền. Cầu Trang Tiền. Hay là Trường Tiền? Trường Tiền. Trang Tiền nằm ngoài Bắc, còn Trường Tiền nằm trong này. Đố mọi người tại sao nó kêu là sông Hương? Bởi vì sông rất thơm. Vì sao? Thơm. Sao giờ nó không còn thơm? Ủa nó vẫn còn thơm mà, anh tin Hương vẫn còn thơm mà. Không, giờ đâu thơm đâu. Sao biết? Nè chứ em có hửi không anh biết? Không, ý là nghe được. Sao sánh được? Bà con truyền lại. Rồi sao? Tại sao không thơm? Gì? Tại sao không thơm? Thì bây giờ nó không có thơm, nó bị bay mùi rồi. Vậy thôi. Thì đó.
hỏi quá, hỏi chuyên môn quá. Mình mà đi hết chương trình này về mình làm hướng dẫn du lịch luôn. Tao thử coi hướng dẫn du lịch coi Hiếu. Okay. Khi đến Huế mình sẽ đi đâu nè? Khi đến Huế thì chúng ta đầu tiên cái điểm địa điểm mà gọi là đặc trưng nhất signature của Huế đó chính là Đại Nội. Chắc chắn mọi người có thể tới Đại Nội với giá vé tham quan là 200.000 một người. Chỉ có 200.000 thôi, chúng ta có thể đi rất là nhiều cảnh, rất là nhiều khu vực để chụp hình và đặc biệt là rất là nhiều kiến thức lịch sử. Tới địa điểm thứ hai á. Ủa, rồi nói đi, truyền nhau nói nè, truyền nhau nói đi. Tới địa điểm thứ hai thì chúng ta có thể đi đến là Hổ gì? Hổ Trường, Hổ Quyền, Hổ Quyền, Hổ Quyền, Voi Voi Ré. Ré. Ở đó chúng ta có thể đấu nhau. Đấu nhau. Tại vì bây giờ hết voi mà. Hổ rồi, rồi, rồi. Địa thứ ba, thứ ba. Thưa quý vị, đến với Huế chúng ta phải đến với Lăng Tự Đức. Không đến đó thì chúng ta coi như không có lịch sử. Coi như không có lịch sử. Không có lịch sử. Chưa đến lăng tẩm. Đúng. Hệ thống lăng tẩm ngoài Huế coi như là chưa được đặt chân đến Huế. Chúng ta phải nhớ ơn những người ngày xưa giúp giữ quê hương đất nước yên bình. Giữ quê hương đất nước yên bình. Đất nước yên bình mình. Chữ đang chạy. Chữ đang chạy. Tôi sẽ nhớ mãi nơi đây với trái dừa 40k. Ủa sao một trái dừa 40k? Ê, nghe sự tích chưa? Hồi đã như em đang nằm võng, cái nhìn các em đang phiêu vậy nè, em thấy cái khát nước quá. Em bị nước mía. Nhưng mà em nghĩ là không được, nước mía là để quay hình đâu được uống. Cái em nói thôi uống trái dừa đi. Em võng dạc em kêu, cho em một trái dừa. Cho em một trái dừa. Trái dừa. Nguyên một đoạn phim nhìn em hết luôn. Ủa nhìn tôi thì sao bằng cái bịch xịt hát của anh 80 ngàn. Cái gì? Cái khoai tây mà trong hũ á. Trời ơi. 80 ngàn một hũ anh. Đúng rồi. 240 ngàn ba hũ. Trời ơi. Mắc hơn. Nãy giờ tốn hết 360 ngàn. Em muốn trái dừa em sang nhất ở chỗ đó luôn. Khu em là em trái dừa em sang nhất. Ai cũng nể em hết. Nhìn em anh bắt gọi là đại gia luôn á. Thật ra họ không nghĩ về đại gia, họ nghĩ cái điều khác. Ngu hả? Mà về mặt kinh doanh, nếu mà em bán cà phê em biết trên, nếu mà chị đó bán khoảng 25 ngàn đi là sẽ hết. Và bán nước đất 25 ngàn vừa có lời vừa có khách đông, có số lượng luôn. Ừ, nhưng mà chị mệt mỗi ngày lâu lâu chị không mệt, đi chặt cái rồi chặt cái là ngon rồi. Và một nơi tiếp theo sau khi chúng ta tham quan Lăng Tự Đức thì không nên đến, đó chính là quán nước mía đối diện lăng. Với một chai chai dừa 40 nghìn và một hũ khoai tây 80 nghìn. Không nên đến nữa. Rồi. Và khi đó chúng ta đã được thưởng thức những cái món như là dừa giác vàng và khoai tây giác bạc. Chúng ta sẽ tự lên chuyến xe hành hương đi cầu á. Đi qua một nơi mà chúng tôi chưa thể hình dung được một kiến trúc rất vĩ đại như thế nào. Đó, đó chính là cầu gỗ Thanh Toàn. Cầu ngói. Cầu ngói Thanh Toàn, đó là một địa điểm mà Lân chia sẻ thêm về cầu ngói Thanh Toàn. Thưa quý vị, chúng ta đi nãy giờ cũng rất là đói và rất là mệt rồi. Thì trước khi đến cầu ngói Thanh Toàn, Lân xin dẫn quý vị đến với quán bánh lọt, bánh khọt, bánh canh của bà Đỏ. Chỗ đó đồ ăn, thức uống rất rẻ và ngon. Chỉ với 20k các bạn có thể ăn một combo tất cả các loại bánh. Và bây giờ 20k bánh... vô có ăn chỉ với 200k các bạn có thể ăn tất cả các loại chả và bánh. Và bây giờ xin mời hướng dẫn viên tiếp theo nói về cầu ngói Thanh Toàn. Em biết anh giới thiệu cái ăn bánh xong anh giới thiệu gì? Giới thiệu cái app. Chạy bộ. Nếu ăn xong mà bị mập thì chúng ta sẽ tải một cái app chạy bộ về. Với giá một năm là 985 ngàn. Còn ai không làm được thì để Lưng. Để Lưng sẽ làm cho. Được. Em làm em chơi nhạc cụ nữa. Em chơi nhạc cụ, đúng rồi, em có chơi nhạc cụ. Em chơi nhạc cụ gì? Em chơi cơ bản, guitar với lại organ. Xin em vô em đánh như hạch vậy? Thế là gì nhạc? Lượng mà khó lắm. Thôi quên, như hạch là Ngô Kiến Huy nha. Ngô Kiến Huy, solo. Trời ơi em ơi, cái đồ của anh dùm 10 phút để cho nó ra tiếng rồi đó Lâm. Ôi trời, anh cứu cái gì em tưởng mà anh trì địa ngục. Nó không vừa ra tiếng em. Nghe rột rột rột. Mà tự đang sửa đàn không à. Mà lúc mà cưa á, em nghe tiếng thầy thầy, vậy được thầy. Hay lắm em à. Hay lắm em à. Hay lắm em à. Ôi thằng Huy nó đã đi về. Tới đâu rồi? Khó ngủ lắm rồi em. Nói mua gì không? Ừ. Nè. Ừ. Không có gì hả? Vậy là nách anh còn ổn. Vậy là nách anh còn ổn. Vậy là nách anh còn ổn.
Huy bị rối loạn tiền đình rồi mọi người ơi. Quá là nóng. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở trong một cái nắng gọi là 38 độ C này mới đo. Đúng rồi, 38 độ C và hắt từ trên hắt xuống. Nhưng vì cảnh đẹp quá chúng tôi bỏ qua. Chưa làm gì được đâu. À, cái thứ hai nữa là thấy là Huế bây giờ thay đổi nhiều quá, thay đổi một cách chóng mặt luôn á. Sao em thấy trong giọng nói anh có cái sự hằng học của cái trái dừa hơi giá hơi cao vậy? Không phải, trái dừa đó là câu chuyện khác, câu chuyện du lịch. Nó là một trong những câu chuyện buồn của anh thôi, cá nhân anh trải nghiệm thôi. Nhưng mà thấy du lịch của Huế thì phát triển kinh khủng khiếp. Và vé vào cổng hồi nãy em cũng thấy bên biên tập cũng có nói với anh em mình vé vào cổng quay nhiều nhiều đi, anh em mình quay nhanh quá 5 phút ra rồi. Vé vào cổng người 200. Ủa, nhưng mà em thấy bán thẻ 150 mà. Mình để 150 thôi. Cái lăng, cái đài thoại là 200. Đài thoại 200 á. Đó là đi dương dương là 350 đó. Hôm nay em nghe đồ là 18 cảnh á, mình mới đi hết 18 cảnh trong ngày hôm nay. Tụi em đi hành hương vậy. Đón xem 2 ngày 1 đêm đồng thời và trọn bộ trên Vion cùng Focus Cam độc quyền hé lộ những khoảnh khắc chưa kể. Tải app ngay!